Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu về truyền cổ tích Việt Nam. Đó là truyền Sử Tích Chim Đa Đa. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ngày xưa, có một em bé mồ côi cha từ nhỏ. Người mẹ để tang sau một thời gian rồi cũng đi lấy chồng. Vì bà con thân thích nội ngoại không còn ai nên nó phải theo mẹ về quê ở với cha ghẻ. Cha ghẻ của nó tính nết rất hung hãn, vũ phu. Hắn coi cả hai mẹ con như kẻ ăn đứa ở. Thằng bé chưa biết làm gì giúp cho gia đình nên hắn lại càng thù ghét đứa bé. Nhiều lúc có việc gì trái ý, hắn đánh thằng bé không tiếc tay, thâm tím cả mình mẩy. Nhà hắn cũng không có gì ngoài mái tranh dựng cạnh bìa rừng. Hắn thường sinh sống bằng cách lên rừng đốn củi qua ngày. Còn người đàn bà vừa về với hắn được một ngày, hôm sau phải gánh củi của chồng xuống chợ bán đổi gạo. Không may năm đó trời làm mất mùa, củi rẻ hơn bèo, miếng ăn kiếm rất chật vật. Trước kia một gánh củi nuôi gia đình được mấy ngày, thì nay không đủ nuôi một bữa. Thằng bé chưa làm được nghề ngỗng gì cả, trở nên một cái gai trước mắt của cha ghẻ của nó. Thằng này vô tích sự, chỉ có ăn hại, nó làm cho chúng ta khó khăn thêm. Hắn hàng học và bảo vợ đem con bán cho kẻ khác nuôi, nhưng người đàn bà cương quyết không bán con. Thà là cả hai mẹ con cùng chết, chứ bà nhất định không chịu xa rìa con một bước. Người cha ghẻ bèn có ý muốn giết chết con riêng của vợ. Nạn đói chừng càng kéo dài và càng lúc càng thêm dữ dội hơn. Một gánh củi lớn của hắn bây giờ không đổi nổi một bát gạo. Hôm đó, chờ lúc vợ đi chợ sớm, hắn đưa thằng bé lên rừng. Hắn rủ: "À, mày có muốn trèo ổi và bắt bươm bướm không? À, có muốn đi thì theo tao." Nghe hắn nói đi hái ổi bắt bướm, thằng bé lấy làm thích thú, năn nỉ cố xin đi theo cho được. Hắn dắt đứa bé lên đường. Cảnh rừng có nhiều cái lạ, lại mới được đi lần đầu, làm cho thằng bé ham thích chạy lon ton theo cha ghẻ mà không biết mệt. Người đàn ông đưa nó vào rừng sâu. Khi đến chỗ có mấy cây ổi rừng, hắn bảo thằng bé: "Ổi đấy, mày cứ hái ăn thỏa thích. Cơm tao để sẵn đây, tao đi kiếm củi, chốc nữa tao trở lại rồi cùng về." Thế rồi hắn bỏ mặc thằng bé, lẳng lặng lui ra một chỗ khác kiếm củi xong trốn về. Nhưng đến chiều, khi gánh củi vừa bước vào nhà, hắn vô cùng ngạc nhiên thấy thằng bé đã về trước hắn từ trước lúc nào. Số là thằng bé trong khi bơ vơ giữa rừng rậm, may mắn gặp một người đi đào khoai về ngang qua đó. Thế là họ đưa nó về. Nhờ có bát cơm nên nó vẫn đủ sức đi được về đến nhà. Nghe đứa bé thật tình kể lại, hắn bực mình vô cùng. Hắn vờ mắng: "Chỉ vì mày mà làm tao mất công tìm mãi." Một lần khác, hắn lại dụ được đứa bé đi theo hắn lên rừng. Lần này hắn có cố tâm đưa nó vào thật sâu, đến một nơi mà không có ai dám vào kiếm củi bao giờ. Khi trốn khỏi được thằng bé, hắn vui mừng cười nham hiểm: "Ha ha ha, mày không chết vì thú dữ thì cũng chết vì lạc hướng đường." Nói về thằng bé, trong chơi thỏa thích được một lúc rồi cũng chán, muốn về mà chẳng biết đường về. Nó chờ chờ mãi đến chiều tối vẫn không thấy cha ghẻ trở lại. Thằng bé khóc lóc kêu oe trời, những tiếng kêu thảm thiết của nó chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng mà thôi. Càng về chiều, thằng bé càng luống cuống chạy tìm khắp mọi nẻo ngã, nhưng nó không hề thấy một bóng người. Đến khi mệt lử và bụng đói cồn cào, chợt nhớ
Nó tìm đến chỗ bát cơm của cha ghẻ để lại thì hỡi ôi, đó là một bát cát, trên chỉ lại lớp cơm với vài vả cà, để đánh lừa nó mà thôi. Thằng bé nhặt những hạt cơm phủi cát bỏ vào miệng, nhưng cuối cùng vì đói quá, nó cầm bát chạy khắp nơi và kêu thảm thiết: cha ghẻ ơi, bát cát, quả cà, bát cát, quả cà. Những tiếng gào thét tuyệt vọng của nó chỉ làm cho một vài con chim rừng giật mình gỗ cánh bay trong màn đêm buông xuống mà thôi. Rồi thằng bé chết, nó hóa thành chim đa đa, luôn kêu lên những âm thanh buồn thảm như oán trách: bát cát quả cà, bát cát quả cà. Đợi mãi không thấy con về, người mẹ khóc thương vô hạn. Linh tính đoán biết người chồng tàn bạo đã ám hại con mình, bà mẹ không còn sợ sệt nữa, đứng lên xỉa xối vào mặt hắn. Cuối cùng bà mẹ bắt hắn phải đi tìm con của mình về ngay, nếu không sẽ trình mọi việc lên quan trên xét xử. Đúng thế, hắn phải vào rừng, hắn tìm mãi vẫn rừng sâu vắng lặng. Đột nhiên trong sự vắng lặng hẻo lánh đó nổi lên mấy tiếng: bát cát quả cà, bát cát quả cà. Hắn rùng rời, đúng là hồn oan của thằng bé đã lên tiếng vạch tội ác của hắn. Nghe luôn mấy tiếng buồn thảm liên tiếp, hắn không còn hồn vía nào nữa, vội vàng bỏ chạy. Nhưng mấy tiếng bát cát quả cà, bát cát quả cà vẫn bám đuổi theo hắn. Hắn chạy, chạy mãi, băng hết khu rừng rọ sang khu rừng kia, nhưng tiếng kêu não nồng ấy cứ đeo bám riết không tha. Chạy đến kiệt sức, bỗng hắn vấp phải đá, ngã xuống bất tỉnh. Mấy hôm sau, những người tiều phu thấy thi thể hắn tả tơi nằm ở cạnh mé sông. Mình cùng các bạn vừa tìm hiểu chuyện cổ tích sự tích chim đa đa. Các bạn thấy hay thú vị, hãy đăng ký và ủng hộ kênh mình. Chúc các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nha. Xin chào tạm biệt nha.